cho con quay bác chút xíu nha. Để làm gì? Để con hỏi một số chuyện về cái mà cái núi sập này nè. Tại vì con ở chỗ khác tới thì con muốn tới tìm hiểu thôi. Mà bác ở đây đó giờ luôn hả bác? Ở đây đó giờ mà. Dạ, nhờ bác ở đây không? Rồi bữa nay bác đang chạy xe ha, đợi khách thôi. Dạ. Bình thường bác thấy cái khu mà hộm thoại này nó đông khách không? Không, mấy coi như mấy ngày lễ rồi đó, nó có đông chứ còn mấy ngày đâu nó đi. Dạ. Ngày bình thường không có gì chứ. Nhưng ngày lễ lộc đồ lớn đó ha, như Tết rồi cũng có gần tháng 3. Dạ. Tháng 3 là lễ của hộm thoại đó. Dạ. Nó có khách được chứ còn mấy ngày thường là không có đông. Ngày thường là bình thường là như vậy đó. Là vắng gì luôn ơi, không ai luôn á. Rồi mà bác thấy mấy ngày mà đầu năm á, mấy ngày Tết á thì đông không? Tết thì đông lắm. Đông á. Tết là đông lắm. Dạ. Tại vì cũng bữa nay tới sao không thấy ai hết trơn. Chắc quê à, mấy ngày rồi chắc quê à. Dạ. Mà cái hồ này là cái hồ tự nhiên hay là sao? Cái hồ này làm. Làm á. Theo con tìm hiểu thì là ở đây người ta hồi đó người ta khai thác đá đúng không? Ờ, khai thác đá. Dạ. Móc xuống làm là cái lòng hồ được gì. Dạ. Con nghe nói lúc đó khai thác đá nhiều quá rồi bắt đầu mới ngưng. Ngưng lại làm xong cái đồng hồ này mới ngưng chứ. Dạ. Đâu có còn khai thác. Một cái hồ này là số 1, hồ kia số 2. Số 2 là bên bệnh viện Trúc Lâm. Dạ. Vậy mà ở đây phải mình có mấy hồ ha? Hai hồ ha. Hồ nè. Dạ. Dạ, bên kia là cái hiện diện chưa? Hiện diện Trúc Lâm đúng không? Dạ. Hôm nay con tới đây mới tìm hiểu thôi. Mà dạ. Thấy sao mà tới đây cái chạy tới đây không thấy ai chứ cứ chạy vòng vòng nè. Dạ. Rồi cái đền thờ của ông Hội Ngọc Hầu nằm ở đâu nha? Chỗ cái cua quẹo đó. Ngay cua quẹo. Cua quẹo lên trước rồi tới cái đình của thờ. Dạ. Nãy giờ cũng chạy vòng vòng cũng kiếm mà không gặp, nằm bên kia. Mà đi đường quẹo đường trước, ngay tiền nó cũng ngay dưới. Dạ. Ở đây đi đường này ra cái hậu, sao cũng ngay. Bây giờ con lên mạng con coi thì mới đầu con tưởng nó là cái hồ tự nhiên. Mà đây là cái hồ được khai thác đá. Dạ. Chút xíu con vô trong con tham quan chút xíu. Vô lắm rồi, vô. Dạ. Những cái... những cái bắn vé. Vé? Dạ. Chắc của mình anh vô không? Để mình vô mình cho biết. Dạ. Tìm hiểu mình cho biết. Để con đi vòng vòng với cho con biết luôn. Ngày thường là nó như vậy đó. Dạ. Thôi chú Nhật rồi ra là được có nít rồi nó vô người ta cha mẹ dẫn được chơi. Đó đang có dòng chiến đẳng đó. Đó đẳng có cái dòng chiến rồi. Quẹo ra. Quẹo ra đường trái về đâu? Ở đông kia quẹo qua phải. Rồi. Ngày thường là như vậy đó, vắng tanh gì không có ai. Dạ. Yeah. Còn Tết á, nhưng là Tết rồi là đông lắm. Ai về ấn đâu chơi đông lắm. Như một năm nó có được mấy lần. Cái rằm tháng 3 là cái ngày lễ của ông Phổ Hồng Hồng. Là ở đây gọi là, chắc là mình là, gọi là cúng đình đúng không? À, cúng đình đó. Dạ. Yeah. Được đông, được mấy ngày, 2-3 ngày. Tại chút xíu con tính đồ bản tìm hiểu, tại vì con nghe nói trong đó có một cái bia đá cổ có, gì đó. Có bia đá của mà cổ của di tích mà. Dạ, bia đá Hội Sơn gì đó. Họ cũng muốn vô ảnh tìm hiểu luôn. Đi lại đó, qua vẹo đó, vô đó, có cái đình đó mà vô đó. Dạ, nó có cái cổng ở ngoài ghi là đền thờ không? Có, vô, tự nhiên vô luôn. Dạ. Giá vé vào cổng người lớn 20.000, trẻ em 10.000. Đâu mình vé vào cổng kìa. Mấy người à? Vậy em đi một mình à. Bác ơi. Đi đi. 10 xe 25.000 đi. 10 xe 25. Bình thường ở đây đông không chị? Mà bữa nay em thấy vắng quá vậy? Tại mới vừa Tết xong nó cưng chứ. Dạ. Không đông. Ngay còn sớm. Còn sớm nha. Ngay cái dịp mấy dịp đầu Tết chắc đông lắm hả? Tết đông lắm cưng. Dạ.
chạy vào xăng để đậu xe luôn các bạn ơi. Ở đây chắc là vào xăng đậu à, chứ không có bãi xe. Đây là cái vé tham quan vào cổng các bạn. Đây, lấy hai vé trẻ em cho mình nè, là tổng cộng người lớn là 20.000, cộng thêm 5.000 tiền giữ xe đó các bạn, là ra là 25.000 thôi. Đây, chào các bạn, mình là Phước. Hiện tại là mình đang ở trong khu du lịch Hồ Ông Thoại, một trong những khu du lịch sinh thái nổi bật tại tỉnh An Giang, thuộc địa phận của thị trấn Núi Sập, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến đây để mà tìm hiểu về sự phát triển du lịch hiện tại ở nơi này như thế nào nha các bạn. Và khám phá luôn khung cảnh hiện tại bên trong khu du lịch Hồ Ông Thoại, thì hiện tại nó đã đang trong cái tình trạng như thế nào nha các bạn. Tại nhiều nơi thì cũng phát triển vượt trội, nhiều nơi thì cũng xuống cấp trầm trọng các bạn. Đấy, nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem hiện tại bên trong khu du lịch Hồ Ông Thoại này hiện tại nó đã như thế nào rồi. Đấy, xong thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm một điểm nữa các bạn, đó chính là bên đền thờ của Hội Ngọc Hầu. Bên trong thì có một cái bia đá cổ Hội Sơn được dựng vào năm 1822 do Hội Ngọc Hầu mà cho người biên soạn các bạn. Đấy, nên hôm nay chúng ta sẽ qua bên, sau khi khám phá xong cái mà khu du lịch Hồ Ông Thoại này, thì chúng ta sẽ cùng nhau qua bên đền thờ Hội Ngọc Hầu, thì chúng ta sẽ tìm hiểu luôn cái bia đá cổ Hội Ngọc Hầu. Đây là khung cảnh sau khi mình bước vào cổng đó các bạn. Đây, mình sẽ nhìn thấy được khung cảnh này nha. Mình sẽ đi từ phía bên phải nha các bạn. Bên đây có hai em hung cầu cổ nè. Đây, mình sẽ đi một vòng. Ở đây như là vòng tròn theo cái hồ luôn các bạn, nên là mình sẽ đi theo cái vòng tròn cái hồ từ phía bên phải nha. Đây là một cây liễu nè, cây liễu bên cạnh bờ hồ. Bên đây có khá là nhiều, cái này mình gọi là đạp thiên nga các bạn. Đây nè, nhưng hôm nay mình không thấy khách gì chứ các bạn ơi, bữa nay khá là vắng khách. Hồ thì nước rất là trong xanh. Đấy, đây là cái bến thiên nga nè các bạn. Ở đây toàn mấy em thiên nga. Hôm nay là mấy em thiên nga này được nghỉ ngơi các bạn ơi, không hôm nay khá là vắng khách, khá là nhiều rác các bạn. Không biết tại sao mà dưới hồ này mà phát triển ngay cái bến này mà lại người ta không lấy rác lên các bạn, cũng đây, khá là nhiều rác. Bên đó là bức tượng của Hội Ngọc Hầu đấy các bạn. Chút xíu chúng ta sẽ đi qua cầu đó để mà đi qua tượng Hội Ngọc Hầu. Cái này là mấy bông hoa mình trưng Tết đấy mấy cô. Bây giờ mình dẹp đó. Mà lúc Tết ở đây khách đến tham quan đông không? Mà hôm nay con không thấy ai chứ. Hỏi Tết lúc mà Tết đến đây đông không? Mà hôm nay con không thấy ai chứ. Đông, nhưng mà hôm nay hết Tết như là dân dạ. Mà bình thường mấy ngày bình thường thì ở đây đông không? Bình thường có thứ bảy chủ nhật mới đông. Thứ bảy chủ nhật là ta nghỉ nghỉ mấy rồi đó, nghỉ ra ta đi làm đó. Dạ. Yeah. Ta nghỉ rồi là ta mới tụ họp lại đông, vui, nhộn vui lắm. Chứ ngày bình thường thì cũng ít ha. Thường thì ít. Lưa thưa. Không có người ta nhiều. Dạ. Bây giờ cũng mới tới đây thấy sao nó vắng quá. Rồi thôi con đi vòng vòng nữa. Con ở chợ mới. Cũng gần đây nè. Trong tỉnh. Ngày mai con vô bữa nay cũng hơi ha. Chứ ngày mai mà con lại là cái này nó mở cửa là đông á. Dạ, cuối tuần ha. Ừ, cuối tuần. Ta xèo. Mất mở cửa lớn là đặng mà. Còn ở đây là bữa nay là buồn quá, có ai. Bữa nay ngày thứ mà người ta đi làm hết rồi. Ngày này người ta đi làm. Dạ. Bữa nay cuối tuần rồi. Rồi cho con xin phép đi vòng vòng tham quan chút xíu. Cảnh đẹp lắm, để tìm
Dạ. Ở giữa hồ thì có ba cái đảo mini kìa các bạn. Đấy, được bắc qua bởi ba cây cầu các bạn. Một cây cầu sắt, hai cây cầu sắt và ba cây cầu sắt, cây đỏ đỏ của nó đó các bạn. Cái cuối cùng hình như không có cầu bắc qua các bạn ơi, có chữ kính chào quý khách đấy. Đấy, bên kia là một cái chùa. Cái chùa giống như cái dạng chùa một cột vậy các bạn. Đấy. Cầu đầu tiên tên là cầu Mai An Tim. Mai cầu được trang trí khá là nhiều màu, nhưng mà màu của cái cầu này nó bị cũ rồi các bạn ơi. Tết nhưng mà người ta vẫn không có sơn lại. Đấy, nhìn nó cũng khá là cũ kỹ rồi. Ở dưới là tráng nền xi măng nha các bạn. Đứng ở trên cầu này khá là cao các bạn nên là khá là mát. Còn đứng ở phía dưới thì bữa hôm nay cái trời thời tiết khá là hầm nực các bạn. Trời không được đẹp lắm với lại ít gió nên khá là nực. Đấy. Lần lên đây thì gió hiu hiu rất là mát. Đây là hòn đảo mini đầu tiên các bạn. Ở đây thì có một cái cây hình như là cây để mình coi cây gì các bạn. Đây. Cây bồ đề các bạn ơi. Cây bồ đề. Cái bồ đề nó sẽ có một cái lá, có một cái đuôi dài dài như thế này nè các bạn. Đấy, cái bồ đề. Còn một loại cây nữa là cây lâm vồ. Thì cũng tự tự như cái bồ đề như thế này các bạn. Nhưng mà cái lá nó không có đuôi này. Và nhìn cái lá của nó khô hơn. Lá bồ đề thì nhìn nó mềm mại hơn. Nhưng mà mấy cái lá này bị sâu bệnh các bạn. Nên nhìn cũng không mướt lắm. Đấy. Cả cầu ở đây được làm bằng sắt hết các bạn, bằng kẽm hết nè. Bước qua đảo số 2 thì mình sẽ thấy được bức tượng Thọ Ngọc Hầu các bạn. Đây là bức tượng đang chỉ tay về kênh Hội Hà, một trong những kênh mà ông đã cho người đào. Dưới chân tượng thì có một cái bia ghi sơ lược về tiểu sử ông Nguyễn Văn Thọ, tức là Thọ Ngọc Hầu đấy các bạn. Ở phía bên kia là một cái đảo ở chính giữa các bạn, không có cầu để đi qua. Có chữ kính chào quý khách thôi. Đây là phía sau lưng của ông. Còn đây là cây cầu pha bản, cầu cuối cùng các bạn trong ba cầu. Cầu này là cây cầu cao nhất nhưng mà nó lại là cái cầu ngắn nhất trong ba cây cầu luôn. Màu thì tương tự như là cây cầu số 1 đi các bạn. Cầu Mai An Tim. Trên đó là chữ Hội Sơn. Khi bước qua cầu Pha Bản thì đối diện với cầu Pha Bản đó chính là một bia đá để đánh dấu công trình đào kênh Thọ Hà năm 1918. Ông Thọ Ngọc Hầu đã cho soạn một bài văn khắc vào bia đá, và bia đá hiện tại ở đây chính là bản dịch tiếng Việt của bia đá cổ được lưu giữ tại đền thờ Thọ Ngọc Hầu. Và bia đá này được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kính tặng nhân kỷ niệm 180 năm thành lập bia Hội Sơn từ năm 1822 đến năm 2002. Ở phía đỏ đỏ đó các bạn, đó chính là cổng vào đó các bạn. Hiện tại thì mình đã bước qua ba cây cầu. Đấy, mình đã đi một vòng qua theo cái đường người ta tạo như thế này nè các bạn. Đấy, và đi đến chỗ đứng hiện tại của tôi. Thì mình chủ yếu là đi quanh hồ thôi, một vòng tròn.
mình chút xíu mình sẽ đi đến địa điểm cuối cùng, đó chính là cái chùa Một Cột, đó là hết rồi các bạn. Đây, đây là hàng rào bảo vệ xung quanh đường đi chúng ta. Khu du lịch hôm nay khá là vắng khách các bạn, thì theo lời của mọi người ở đây á, thì nói là khu du lịch này chỉ đông khi mà ở cuối tuần thì mọi người không đi làm này kia rồi thì mới tới đây nhiều thôi, đặc biệt là trẻ em đấy. Còn cái ngay dịp Tết thì rất là đông, ngay dịp Tết nhất là những ngày mà đầu xuân các bạn, thì mọi người kéo đến đây du lịch khá là đông. Còn ngày bình thường như thế này các bạn, đi chỉ mình nên mình thôi, xung quanh không ai hết, rất là yên tĩnh, thoải mái luôn, chụp hình thoải mái luôn, tại vì không ai hết trơn các bạn, chụp hình là khỏi cần sợ có ai đứng cạnh bên gì hết, rất là thoải mái. Theo thông tin mình tìm hiểu ở trên mạng các bạn, và cộng thêm những cái thông tin từ người dân đã chia sẻ với mình á, thì núi Sập lúc trước có hình dạng một con thỏ đang nằm trên cánh đồng bao la rộng lớn các bạn, lúc mà chưa khai thác đá nha. Rồi khi mà người ta bắt đầu khai thác đá thì tạo ra những cái hố sâu cả chục mét đấy, rồi khai thác đá đến một cái mức mà người ta nói là đúng theo cái tên của núi Sập luôn các bạn, là cái núi muốn sập luôn á, thì người ta mới phát giác ra nếu mà khai thác nữa thì sẽ phá hủy luôn cái ngọn núi gắn liền với ông Hội Ngọc Hầu, cho nên là ngưng. Và chính quyền đã cho đường dẫn nước vào bên trong hồ các bạn, để thành lập cái khu du lịch hồ Ông Thoại, lấy tên hồ Ông Thoại để mà tưởng nhớ về công lao của ông. Đây là chùa Một Cột trên hồ Ông Thoại. Còn đây là phía đường vào chùa Một Cột, có những bậc thang bước lên đấy. Chùa này chắc là mô phỏng theo chùa Một Cột tại Hà Nội các bạn. Hành lang cái cầu cũng khá là xuống cấp rồi, nước sơn cũng khá là bạc màu. Nơi này chứng tỏ là đã rất lâu rồi. Đây các bạn, tới một cái lớp vôi bên trong nè, tới lớp xi măng luôn, là các bạn thấy là rất là nâu lắm rồi, là chưa có ai trùng tu lại các bạn. Mình sẽ vào lên trên, bước lên những bậc thang và lên trên tìm hiểu bên trong chùa Một Cột hiện tại có cái gì. Đây là bên trên chùa Một Cột tại hồ Ông Thoại, phía trong có một vị Bồ Tát rất là nhiều tay. Phía trong này không có gì ngoài một cái lư hương các bạn, bên đây không, cũng không có nhang nữa. Rất tiếc là mình không có đem nhang theo để mà cúng một cây nhang cho Bồ Tát. Ở bên dưới chùa nè, được xây dựng một cái ao sen nằm bên trên cái nền đá phía dưới. Đấy. Khá là nhiều cái chai nước các bạn. Thực trạng của khách du lịch ở nơi nào cũng vậy, lúc nào không phát triển du lịch thì thôi, chứ phát triển du lịch toàn là rác là nhiều các bạn, đi đến đâu là rác tới đó. Đường đi tham quan quanh hồ thì được trồng những cái cây rất là to các bạn. Những cái cây này chắc là được trồng vào khoảng thời gian mà mới vừa thành lập khu du lịch Hồ Ông Thoại. Ở sau lưng tôi là có một cái cây cổ thụ rất là to luôn, để tôi đến gần cho các bạn xem. Đây. Mình đến gần, mình rất là nhỏ bé so với cái cây cổ thụ luôn các bạn. Cái cây này chắc khoảng là 4 người ôm nha. Ở xa xa thấy nó gọn như các bạn, chứ là cái thân nó, cái gốc nó rất là to luôn nè. Đấy. Và xung quanh đường đi thì cũng có những cái tạo hình con vật này kia các bạn, để cho mấy đứa nhỏ vô chụp hình đó, chứ mình thấy cũng không hứng thú lắm những cái tạo hình động vật lắm, mình chỉ thích những cái khung cảnh tự nhiên thôi. Lúc nãy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ cái khuôn viên của khu du lịch Hồ Ông Thoại đó các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở trong khuôn viên của đình thần, hay còn gọi là đền thờ Hội Ngọc Hầu. Thì ở nơi đây mình có nghe nói là
có một cái bia đá cổ, một trong những cái bia nổi tiếng nhất ở Việt Nam, đó là bia Hội Sơn. Hai bia còn lại là bia Vĩnh Lăng nằm ở Thanh Hóa một bia, và bia cuối cùng, bia thứ ba còn lại là bia Vĩnh Tế Sơn nằm ở Châu Đốc các bạn. Đây là một trong những cái ba cái bia đá cổ nổi tiếng ở Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào để mà tìm hiểu về ngôi đình, và sẵn tìm hiểu về cái bia đá cổ này, xem hiện tại thì nó đã như thế nào nha các bạn. Phía trước đình có một bia đá này các bạn. Bia đá này là bản dịch của bia đá cổ Hội Sơn. Đấy, phía trên cũng có hai chữ Hội Sơn bằng tiếng Việt luôn. Đây là bằng tiếng Việt. Sao lại năm 1997 theo chỉ đạo của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nét chữ bên đây đậm và rõ nét hơn bên Hồ Ông Thội. Đấy. Bên cạnh bia thì trước sân có những cây cổ thụ rất là to các bạn. Đấy, và rất là cao luôn. Thân cây có cái gù các bạn, có những cái gù sần sùi nè. Rất là to. Và trên thân có một cái cây bồ đề nó bám vào nè các bạn. Cái này mình đây cây sạp. Có những cái gù rất là to luôn. Cây này niên đại cực kỳ lâu năm các bạn. Thì cái cây này là nó lập đền cái đền thờ này có tới giờ luôn á. Mà giờ con thấy nó to, nó bự. Còn mấy cây nhỏ với là nó mới trồng qua thôi. Còn mấy cây to này là thì cái đền thì nó khó là cây nó có luôn á. Dạ. Mấy cây ngoài trước nè. Ở trước là nó mới trồng qua. Mấy cây nhỏ đúng không? Mấy cây này mình là mấy cây gì ha? Thì để cây xà cừ rồi là cây mấy cây to nhất ở đây nè, mấy cây gốc bự luôn nè. Sao dầu. Sao dầu ha. Mà lên trên mình có vô trong được không ha? Vô đình á, được. Được luôn ha. Vô nói với ông tự với ông phim thôi, tự nhiên thôi phải không? Dạ, vậy con xin phép lên trên luôn nha. Giữ chiếc xe giùm con nha. Rồi. Sau khi đào xong kênh Hội Hà, hay còn gọi là kênh Đông Xuyên, vào năm 1818, để đánh dấu công trình có ý nghĩa này, Thoại Ngọc Hầu cho soạn một bài văn khắc vào bia đá. Vào năm Minh Mạng thứ 3, năm 1822, ông long trọng làm lễ dựng bia và khánh thành miếu thờ Sơn Thần. Nay là ngôi đình thờ Thoại Ngọc Hầu tại thị trấn Núi Sập. Hàng năm, lễ hội Kỳ Yên, đình Thoại Ngọc Hầu, hay còn gọi là cúng đình, được tổ chức long trọng trong 3 ngày, mùng 10, 11, 12 tháng 3 âm lịch. Đây là một lễ hội lớn nhất của người dân Hội Sơn. Phía bên trong của đình thờ này các bạn. Khai xâm đại thần Thoại Ngọc Hầu. Lúc nãy có một bà chị xin xăm đấy các bạn. Còn đây là phía sau lưng của bia đá Thoại Ngọc Hầu, bia đá cổ các bạn. Đây là phía trước. Bia Thoại Sơn là một trong ba bia ký nổi tiếng. Hai bia còn lại là bia Vĩnh Lăng ở Thanh Hóa và bia Vĩnh Tế Sơn ở núi Sam Châu Đốc, được làm dưới chế độ phong kiến Việt Nam còn lưu lại đến ngày hôm nay. Bia được dựng vào năm Minh Mạng thứ 3, năm 1822, nhằm đánh dấu hoàn thành công trình ý nghĩa kênh Hội Hà vào năm 1818. Bia Hội Sơn bằng đá, đầu bia chạm to hai chữ Hội Sơn, chiều cao là 3m, ngang 1,2m, bề dày 2 tấc, mặt bia chạm đúng 629 chữ Hán. Chữ của bia còn khá là nguyên vẹn các bạn. Nó còn đẹp hơn so với là cái chữ mà những cái bản dịch nằm bên ngoài nha các bạn. Đấy.
chữ trên đầu tiên là chữ Hội Sơn, hai chữ to nhất các bạn. Hội Sơn. Ông ơi, cho con hỏi là cái bia đó lúc trước là cái màu nó như vậy luôn hay là mình đã sơn lên rồi? Cái bia cổ á. Cái này là đá trắng là sơn lại thôi, là chỉ một chữ hai là sơn chữ đỏ lại. Đá mà nó không phải sơn chứ. Dạ. Bị đá mà cái dây chữ này là cho chữ đó đó. Chữ này, bên kia là bản dịch. Đúng không? Chữ này là nhưng mà lúc trước là nó không có màu đúng không? Đâu. Cái này là lúc trước nó có màu gì không? Không có đá. Đá nó thiên nhiên người ta nè, đá như gì nè, nó như vậy nè, nó mài nó bóng nó sơn cho hình chữ nè, đá như gì nè. Rồi sau này mình mới sơn đúng không? Sơn lại. Dạ. Đá mình đưa vô chữ là không còn số ảnh mà. Dạ. Bia này là có từ lúc mình thành lập cái đình thần luôn. Đúng rồi, là sắp sửa kỷ niệm 200 năm là ngày thành lập bia đá Đông Sơn này. Vậy là thành lập năm 1822, bây giờ là năm 22 rồi là sắp 200 năm. Dạ. Lễ đình của mình là cúng vào ngay mùng Tổ Hùng Vương luôn đó. Dạ. Hồi đó là nấy bây giờ đi cho trùng với Tổ Hùng Vương luôn, hồi trước là 16 phải không? Đó 16 17, bây giờ giờ lại là cho cái trùng luôn, Tổ Hùng Vương luôn, cái trùng với Du Hùng luôn. Dạ. Thầy thử Du Hùng luôn, con cháu Du Hùng. Mấy cái này là mình trùng tu không? Hồi xưa giờ có trùng tu nhiều lần không á? Đúng rồi, cái này là phải sơn chữa lại, cái này mới sơn lại 2018. Nhưng mà gỗ này kia là thiên nhiên đó, gỗ hồi đó. Hồi đó giờ luôn ha, chỉ có mình sơn hết rồi thôi, chứ còn cái gỗ hồi xưa giờ thiên nhiên gì đó. Dạ. Này mình cây chứ mấy bằng đá. Bằng gỗ mà, con gỗ chứ không phải bằng gỗ. Gỗ. Vậy là mọi thứ là ngày xưa chỉ mình chỉ sơn là cho nó mới thôi. Dạ. Mình đâu có dựng thêm cái gì đâu đúng không? Đây là tất cả những gì ngày xưa luôn. Ông ở đây bao nhiêu năm rồi? Ông từ kia kìa, ông bị té nứt chân đùi, ông nghỉ rồi thế ông chỉ đạo hết bệnh mới lên. Dạ. Mới làm mới tiếp cũng 2-3 tháng mấy này à. Dạ. Từ kia kìa mới lâu ông giải thích ông coi về sách của ông Phạm Hầu nè, ông tại mình lên tiếp ông thôi chứ mình là chỉ bây giờ nói sơn ngang với đại khái thì được. Dạ. Lúc nãy là mình ở đây là sinh xăm, sinh khỏe luôn. Là ở dân địa phương đây, trong huyện này là may mắn, đầu năm lên sinh cái xăm này mình về mà ăn á. Dạ. Ở đây là cái cửa không thần gì đó. Cái xăm này là cái khó khăn gì đó, xin cái xăm về giái Ấn Độ mà có thể là... Rồi con cảm ơn nha. Theo lời của ông Từ, người trông coi đền thờ á, thì bia đá cổ đã được sơn lại cơ mà, sơn khoét màu lên rồi, không có giữ được cái bản nguyên gốc ngày xưa nữa. Bản gốc ngày xưa là chỉ là màu đá, như là cái những cái phiến mà phiến bia mà mình đã xem qua bản dịch với các bạn thì chỉ là màu đá như vậy thôi. Thì các bạn cũng nhìn thấy mặt lưng rồi đó, mặt lưng nó là màu sao thì phía trước lúc trước là màu như vậy, còn hoa văn bên trên thì mọi thứ đều của ngày xưa, chỉ thay đổi là chỉ có màu thôi. Thì ông Từ nói là mọi người sơn lên để cảm thấy cho nó đẹp hơn thôi. Nhưng mà lại khi mà mình sơn lên như vậy thì cái giá trị của tấm bia cổ thì theo tôi nghĩ thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều so với là giữ cái bản gốc của nó các bạn. Tuy không đẹp nhưng mà cái giá trị của nó cao hơn rất là nhiều so với mà mình đã sơn phết lên. Là đó là theo ý kiến của bản thân tôi. Và sắp tới là đình sẽ tổ chức ăn mừng 200 năm tuổi của bia đá cổ. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta chỉ đi khám phá về núi Sập, về du lịch ở nơi này và tìm hiểu luôn về một ít về lịch sử còn lưu lại ở tại nơi đây.
biệt là nằm ở đền thờ Hậu Ngọc Hồng thì có một cái bia đá cổ các bạn, đó là những gì mà mình muốn tìm hiểu ngày hôm nay. Hy vọng là mang đến cho các bạn một cái gì đó hữu ích. Còn bây giờ ngày hôm nay mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video luôn. Video này cũng khá là dài đúng không? Thì cuộc hành trình mình cũng xin kết thúc ở đây. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.